Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh suy yếu nhanh giúp cho nền nhiệt cũng tăng nhanh. Sáng nay, mức nhiệt ở khu vực phía Bắc phổ biến trong ngưỡng từ 16 đến 19 độ. Còn tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ. Đến trưa chiều, trời sẽ nắng ấm với mức nhiệt tăng lên từ 27 đến 29 độ. Sau đó, đến ngày 22 tháng 11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khá mạnh tràn xuống. Toàn miền chuyển sang mưa và rác. Vùng núi có nơi rất đậm. Đợt rác này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, làm cho nhiệt độ hạ thấp xuống còn 14 đến 17 độ. Vùng núi cao trời rác với nhiệt độ dưới 8 độ. Đến với thời tiết miền Trung, do không khí lạnh suy yếu cũng làm cho mưa dông giảm theo. Trong ngày hôm nay, miền Trung với thời tiết ấm áp dễ chịu, trời tạnh ráo, có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng tăng nhanh. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt tăng lên từ 26 đến 29 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ là từ 29 đến 32 độ. Cũng đến ngày 22 tháng 11, bộ phận không khí lạnh mới tăng cường nên khu vực ở các tỉnh từ Nghệ An cho đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông trở lại. Lưu xuống thời tiết phía Nam, mưa dông cũng giảm đáng kể. Ở khu vực Tây Nguyên về chiều và tối nay chỉ có mưa vài nơi. Trong khi đó, mưa cũng xảy ra ở các tỉnh miền Tây. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn tại Nam Bộ với ngưỡng nhiệt là từ 31 đến 33 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoạt động của vùng áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên trong ngày và đêm nay ở vùng biển từ Bình Định đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Từ đêm mai ngày 21 tháng 11, trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ ngày 22 tháng 11, khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 29 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ. Lui xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Đến với thời tiết khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Lui xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 30 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.